Thưa quý vị, việc nêu gương của người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị địa phương được xem là mệnh lệnh không lời để thuyết phục cấp dưới noi theo. Vì vậy, phát huy trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo trong việc học và làm theo Bác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo ra động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ghi nhận tại huyện Bắc Hà. Những ngày này, nhiệt độ ở Lùng Cải xuống thấp, nhưng chị Ly Thị Cá, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã vẫn tích cực xuống với chị em hội viên ở các thôn bản, vừa thăm nắm tình hình đời sống, đồng thời nhắc nhở hướng dẫn biện pháp bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Tôi cũng đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, nếu mà trời lạnh quá thì sẽ giữ ấm cho chuồng, chuồng này lúc nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và che trắng, che bạc, hoặc là có thể có những cái hộ gia đình thì xây chuồng trâu hẳn hoi cho bò ở trong chuồng, và chị em phụ nữ là chỉ có đi cắt cỏ về cho ăn và nấu cháo cá ngô cho ăn ạ. Việc gần dân, lắng nghe và chăm lo cuộc sống của nhân dân theo lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam trong mỗi hành động, việc làm của đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Bắc Hà. Trong đó, việc nêu gương của những người đứng đầu luôn được đặt lên trên hết. Đã làm dân vận thì phải hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề và phải có kinh nghiệm và phải đi thực tế, chứ không thể ngồi ở trên bàn mà chúng ta nói được. Nên phải xuống người dân trực tiếp, chỉ ra những cái việc mà rất cụ thể để người dân biết được. Cho nên việc cập nhật kiến thức của cán bộ dân vận cần phải hết sức cập nhật thường xuyên hàng ngày để chúng ta theo kịp với cái vấn đề xu thế phát triển kinh tế hiện nay. Trong năm 2023, 100% cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp của Bắc Hà đã đăng ký thực hành nêu gương gắn với vị trí chức danh công tác. Đối với mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy cũng chịu trách nhiệm phụ trách 2 xã. Mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách 1 xã. Yêu cầu đặt ra là phải có những việc làm thiết thực, cụ thể để giúp đỡ nhân dân. Ví dụ như là vào những cái ngày nghỉ cuối tuần là phải xuống cái xã mà mình được phân công phụ trách cùng với bà con nhân dân ra quân giúp như đốn tỉa cây ăn quả ôn đới, hoặc là giúp nhân dân thu hoạch ngô, hoặc là giúp nhân dân trồng cây lạc đỏ chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy thì để tạo động lực, truyền cảm hứng cho bà con nhân dân ở cái vùng mà cái xã mình phụ trách. Việc chú trọng nêu gương của người đứng đầu đã giúp huyện Bắc Hà lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra động lực thi đua sôi nổi, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.